Chào tất cả anh em, hôm nay mình tiếp tục lên cho anh em một mặt hàng bãi Mỹ. Lần này mình giới thiệu với anh em về một cái mẫu búa đóng đinh siêu chất lượng, hàng xịn sò của H Mỹ. Đây là cái mẫu búa H20 của Mỹ sản xuất. Một cái mẫu búa phải nói là được đánh giá là chất lượng cực kỳ cao. Anh Đức, hàng anh búa Nhật rất là nhiều. So với cái dòng búa Nhật thì anh búa Mỹ nó thiết kế cực kỳ đẹp và hầm hố, đặc biệt là nó có nhiều cái chức năng đa năng trên một cây búa mà những cái cây búa Nhật nó không có làm được như anh búa Mỹ. Thiết kế thì cây búa H20 này là một cái mẫu búa nặng 850 g và nó dài 34 phân, thép cán thép nguyên khối nha nè. Cái dòng cán thép nguyên khối này nó xài đã lắm, bao đóng đồng bao ngon luôn, bao bao anh em xài mà nói mà không ngon gì những cái mẫu búa hát cán thép như thế này. Hàng thì hàng xịn của Mỹ sản xuất nên là anh em yên tâm đi, chất lượng của nó cực kỳ cao. Đó. Mấy anh em quen xài búa Nhật đó thì cứ thần tượng anh búa Nhật, chứ thực ra mình thấy là anh búa Mỹ là xài ngon hơn, đa năng tiện lợi trong công việc cho anh em nhiều hơn. Thứ nhất là cái cây búa này nó thiết kế có cái phần bẻ đinh này, chỉnh đinh này, quá trình anh em đóng mà đinh bị quẹo á, anh em thay vì lấy cái mũi cho nên anh chỉnh thì anh em có cái đây chỉnh, hoặc cũng có thể sử dụng nó để nhổ luôn. À, nó có thể nhổ ngang như thế này cũng được luôn ha. À, và anh em vừa chỉnh đinh mà vừa nhổ ngang luôn. Còn có cái phần mồi đinh chuyên dụng nè, phần này nó tiện lợi cho anh em đỡ việc anh em đóng với những cái góc xa. Những anh em nào hay đóng mồi đinh ở góc xa mà mình để cái tay mình không có đóng đinh được á, thì chỉ việc gắn cái đinh như thế này vô thì anh em chỉ việc đóng mồi thôi, nó rất là dễ đó nha anh em. Cái việc này nó tiện lợi cho anh em lắm đó. Rất là dễ dàng khi sử dụng cái cây búa Mỹ như thế này. Còn phần như thế này anh em vừa có thể là bẻ đinh chỉnh đinh, rồi anh em có thể nhổ ngang như thế này nè đó. Ví dụ trường hợp mà những cái thế anh em không thích nhổ thẳng thì anh em có thể tùy cái thế nó đinh nó bị cong nó quẹo đó, thì anh em có thể nhổ thẳng cũng được, nó có hai chức năng như thế. Riêng cây búa Mỹ là 850 g H size 20 này, phải nói là nó thiết kế quá đẹp và ấn tượng. Cái đầu búa của nó dài và nó đẹp lắm, nó dài tới 14 phân rưỡi nha anh em. Đó, anh em xem nó vuốt cong nhẹ lên rất là đẹp, nhìn nó mạnh mẽ. Đầu búa của nó thì nó rộng 32, đó. 32 đường kính 32, cho nên là anh em đóng đinh là cái đầu búa nó to, nên là anh em đóng rất là chính xác, không có lo bị vừa trợt cái đầu đinh. Mà đặc biệt là cái thiết kế của cái loại búa như thế này là khó đóng trợt đinh lắm, không có dễ mà trợt đinh được, tại vì cái chuẩn, cái tiêu chuẩn của nó làm là nó đã ra ứng dụng rất là nhiều. Cái cây búa của mấy thằng Mỹ nó làm là không có gì để chê, đẹp và nó đa năng tiện dụng trong nhiều công việc cho anh em. Thiết kiểu kế kiểu dáng mà nói là chắc như nước cắt nữa, kháng cong nhìn đã. Và trọng lượng là 850 g, anh em muốn đóng đinh từ đinh 3 tới đinh 10 anh em đóng thoải mái nha anh em, không có gì khó khăn trong cái việc đóng đinh nữa. À, nên là những cái cây này vừa đóng đinh nhỏ cũng được mà vừa đóng đinh lớn cũng được. À, tiện lợi lắm. Phải nó còn về cán thép thì nó chắc cứng vô cùng rồi, dễ gì mà đóng gãy cán nó được, không có dễ đâu, anh em cứ yên tâm đi. Thì mình cũng báo giá cho anh em luôn, cây búa nhổ đinh H20 này mình bán với giá là 350 ngàn chưa phí vận chuyển một cây, tình trạng là đẹp trên 90%. Đó, những cái cây đẹp như thế này mình mới lấy về để bán cho anh em chơi và sưu tầm họ sử dụng thôi, còn những cây nào dập nát là mình không có bán. Đó, anh em nhìn tổng thể cây búa như thế này nó quá liền lạc và quá đẹp rồi. Còn tình trạng những cây xấu mà không lấy về đâu, anh em chơi cây nào nó đáng cây đó, xứng đáng cái đồng tiền anh em bỏ ra. Rồi, xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi, xin kết thúc video tại đây.